Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Và bây giờ mọi người nhìn lên đây. Đó, thường là mình hay bị lắm. Tại vì mọi người biết tại sao không? Hồi xưa và những người mà bị ù tai tiếng tai hoặc là để những người bây giờ bạn để tôi nghe nói để tôi để cho bạn nghe gần như nói cho tất cả tôi nhiều người hay lắm nhiều tôi chữa xong cái tôi về cái họ nói bớt quá cái ngày mai họ nói họ đau trở lại đẩy lên đẩy cái này là đẩy ngay cái cước đồng trụng là gì để là kích thích đẩy cái máu lên trên đạo. Và chúng ta làm như vậy là 20 lần chúng ta vê chúng ta vê thiệt nhiều ở cái bàn tay này mà vê cái điểm khi nào cái bàn tay mình vê mình thấy chỗ nào đau nhất là mình đau sao bao nhiêu móc mạnh hay sao móc ra lọt trong tay luôn được chưa nghe đã không có điều gì rồi thì nếu mà em để mà không độ á thì nó không có kết quả bằng em có đứa cháu nó hơn 3 tuổi rồi nó 2 tuổi thì nó nói được thỉnh thoảng một vài câu xong tự nhiên bây giờ nó không nói được nữa thì thầy bỏ lên xử lý như thế nào tôi thì hãy cứ nói rồi tức là đây người bệnh của em đây chỗ này đây đó em vào ngồi trước chút. Chủ yếu là dùng lực để bút lên và chảo xoay trước đây là nó bị viêm tay giữa
cho nên là thỉnh thoảng là nó chữa khỏi nhưng mà nó cứ hay ù. Thế vừa rồi là kỹ thuật viên cũng đã chữa và thao tác được, con cảm thấy nó, đây là lần đầu tiên cho nên là cảm thấy nó cái tai thì nó cũng nhẹ này, có khả năng tôi tin được là sẽ có hiệu quả. Vâng, cảm ơn. Kính thưa thầy Châu, thưa toàn thể trong cộng đồng thập kỷ Nhân Tâm và kính thưa tất cả các khán giả hôm nay đến để theo dõi chương trình mà chúng ta thực hành. Thì tôi là Phạm Thị Hòa, năm nay tôi 70 tuổi, tôi ở Đình Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Và nghe trên xem ở trên mạng thì tôi thấy có chương trình ngày hôm nay là chúng ta hội thảo về các cái chứng bệnh về vùng tai, rồi là về vùng tai, yết tai và thần kinh tiền đình. Thì tôi đến đây thì qua được hướng dẫn viên làm cho tôi, thì trước đây là tôi cái mà tôi bị đau tiền đình ấy thì tôi rất là ít khi, nhưng mà tại sao mấy ngày hôm nay tôi bị nhiều và rất là đau thì tôi uống thuốc không khỏi. Hôm nay tôi đến đây thì tôi thấy là qua xoa bóp bấm huyệt thì tôi thấy nó có triệu chứng là đỡ đi rất là nhiều và đầu tôi đã thoáng và không đau nữa, cho nên là tôi rất là tin tưởng về cái bộ môn này. Tôi xin cảm ơn tất cả các ban chỉ đạo và cảm ơn tất cả các khán giả hôm nay đến với chương trình. Tôi 55 tuổi, tôi bị cái ù tai này, thực ra tôi bị bên trái, tôi đi chữa thì cũng nằm viện hơn một lâu rồi, từ tháng 11 năm ngoái, nhưng mà lúc thì đỡ và lúc nào mệt thì nó lại vẫn bị ù. Hôm nay thì tôi đến tôi chữa và tôi cũng bị cả tức cái cánh tay bên trái nữa, hầu như là phía bên trái của tôi là có vẻ có yếu hơn. Nhưng hôm nay tôi cũng được hỗ trợ viên làm cho tôi một buổi, hiện tại đến bây giờ thì tôi cũng thấy nó nhẹ đi, không biết là sau đó có đỡ đến đâu thì chưa biết. Tôi thấy bây giờ tôi thấy nhẹ. Cảm ơn chị. Xin chào các bạn, các chị. Tôi thì tại Yên Bái vừa đi từ 5 giờ sáng này nên là thấy mọi người là mệt mỏi, đau cái đầu, cái đau vai. Xin giới thiệu mọi người là tôi thì không phải bác sĩ nhưng mà tôi làm viện 103 từ năm 90 đến giờ. Và cái người vừa đứng lên nói đấy là bà xã nhà tôi. Bà xã nhà tôi cứ nói câu gì là cãi lại cô ấy. Thế là vấn đề của nó là ở chỗ này này. Tôi đã nhận định rằng là bà xã nhà tôi là dạng tai biến nhẹ. Nhưng thầy vừa nói chuẩn quá, thầy nói rất chuẩn nhưng mà xã tôi lại vẫn ý kiến. Đấy, nên là thực ra là cái bệnh này tôi rất biết. Thế là tại vì sao? Khi mà thầy Thăng ấy, có gửi cho tôi cái kế hoạch hôm nay là hội thảo, thì tôi thấy đây là một cái chương trình rất hay. Tôi cũng là học viên của thầy Thăng và của thầy Tuấn ở đây. Thì nói chung là hôm nay là tôi cũng đến hết, thì tôi thấy rằng là cái chương trình của mình là có cái tác dụng rất là tốt. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh,
số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantan.vn.